Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ chơi bốn nữ chủ tế trong cái map mới Phố Người Hoa. Và nói chung là đây là một cái map nó rất là mới, cực kỳ mới. Mới là nó không cũ á mọi người, cho nên là sẽ có rất là nhiều bạn quan tâm. Mình sẽ trải nghiệm luôn bốn nữ chủ tế cùng với team của mình cho tất cả anh em cùng xem nha. Ở đây là bộ trang phục COA 4, xài luôn cả bét. Cái sừng team mình ai cũng chế hết trơn á. Nhiều cá nhân mình thấy cái sừng này nó giống cái giấy bạc mà hay bảo vệ thức ăn, hay dùng để xào nướng hoặc là bọc mấy con gà bó xôi á mọi người. Trời ơi, này mình gặp Madame skin vàng luôn. Về cái vị trí hầm thì mình cũng đã giới thiệu ở những cái clip trước rồi, các bạn có thể xem. Và map này có 3 hầm thôi. Khi mà mình chỉ thì dĩ nhiên là các bạn chỉ cần dựa vào cái cây ở giữa map, giữa bản đồ là chắc chắn các bạn sẽ kiếm được cái hầm rất là ngon lành. Và thật sự là cái map này chơi nữ chủ tế thì rất là đã rồi. Và tất cả anh em là mang vào đây mà chơi đi. Tạm thời thì chưa thuộc map thì dĩ nhiên sẽ có rất là nhiều khó khăn. Các bạn chỉ cần chơi khoảng chục ván là dăm ba cái map này thuộc ngay ấy mà. Map khó như là nhà thương phô cát trắng các bạn còn thuộc chứ huống gì là cái map này, đúng không? Mình nhớ là cái lãng hoa kia có cái ghế mà đây không có. Trời ơi, nó tạo gương nó bắt mình đó. À, Đạt gọi. Ok, để cứu nha. Team mình là sẽ có 4 nhánh 6 luôn, không có chơi nhánh 9. Đi cứu người vậy nó mới đã. À, mình cứ tưởng bạn này khè mình chứ. Đi né 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 qua đây, né qua đây. Ồ, mình cứ tưởng là bạn này bạn sẽ khè mình để mình cứu 51. Nhưng mà không ngờ chém luôn thì mình rất là cảm ơn nhá. Chứ nếu mà cứ hù hù dọa dọa thì chắc chắn là cái pha đó mình sẽ cứu 51 chắc chắn luôn á. Rồi xong, bay ạc. Chiều ngày hôm qua thì mình rất là bận, cho nên là mình phải tạm gác lại công việc làm clip cho các bạn. Tại vì mình phải đi siêu thị mua mấy cái đồ ăn linh tinh để chuẩn bị làm vlog. Dự kiến là sẽ công chiếu vào ngày 1 Tết âm lịch ấy. Mong là các bạn sẽ đến ngày đó thì bớt chút thời gian 11 rưỡi gì đó các bạn mở các bạn xem. Để các bạn xem được cái mặt mâm của mình một năm vừa qua. Lần đầu tiên mình làm mukbang ASMR nhưng mà không biết là nó sẽ như thế nào luôn. Tại vì mình mới định hướng trong đầu mới chỉ là như vậy thôi. Nếu mà mình không đi sớm thì chắc chắn là mấy cái ngày sau á là sẽ bị tất niên á, rất là bận bịu luôn. Nào là cô dì chú bác ông bà các thứ làm tất niên, mấy ngày cuối năm là rất là bận rộn. Rồi phụ huynh thì còn phải đi chợ sắm sửa các thứ nữa. Tranh thủ là hôm nay phải đi trước, phải chuồn trước người lớn, không là người lớn giành hết. Ủa, ồ nó thấy rồi, nó thấy rồi. Thôi bye nha. Bye baby. Baby girl. Bye chưa? Chết rồi. Chết rồi. Còn 4 máy một người. Một người bay. Khó này. Nhưng mà phải ráng chơi chứ biết sao giờ. Đây, cái hầm nó cũng nằm ở vị trí này nha. Các bạn nhớ, lát nữa thì nếu mà có xuất hiện thì mình sẽ cố gắng. Úi dồi ôi. Đang tính gọi cho Đạt thì Đạt gọi luôn cho mình. À chết chết, để hiu hiu. Cứu bà Trinh. Đây, cái bộ trang phục tương lai vàng. Cũng có cái vòng phản quang đằng sau. Lưu Thi Trần, Lưu Tam Hảo. Cực đã luôn á mọi người. Cái map này nhìn ghế nó gần gần ấy, nhưng mà thực ra các bạn dùng vòng các bạn đi tới nó xa cả cây số ấy. Trời ơi, nó phá mất bố cái vòng thì làm sao đi cứu kịp không đi.
Cho nên là bạn nào mà ngồi ghế, ai mà chuyên gia đi cứu thì chắc chắn là các bạn phải tranh thủ chân tay đồ nhanh nhẹn lên, đi luôn đi. Rõ ràng những cái ghế rất là gần đúng không? Mà đụng tới là thôi. Thôi rồi, 51 rồi. Kịp không? Ôi kịp này. Ôi sao mà cứu kịp này. Hay vãi. Đây, cái cây giữa map này. Xác định hầm cực kỳ dễ những cái cây này. Nếu mà không có cây là không biết là mình phải tìm cái hầm như thế nào luôn. Hiu đã nào, để đi cứu. Cố lên bà Trinh ơi. Cũng may là bọn mình là sinh viên với lại học sinh á, cho nên là được nghỉ Tết cũng rất là sớm. Còn những người mà làm về công ty hoặc là những công nhân viên chức, giống như mấy đứa bạn mình á, làm tận 29 âm mới được nghỉ cơ. Trời ơi. Bởi vậy làm người lớn đâu có sướng đâu các bạn. Không hề sướng tí nào luôn. Mà không làm thì cũng không được. À, mình nhớ chỗ cái dù này có nhiều bạn chỉ là núp vào đây được này. Rồi, cứu nóng này. Ủa? Nhảy qua, đúng rồi, nhảy qua đấy. Hay quá, đúng rồi, vòng đó, đúng rồi, đúng bài bản luôn. Gương dơ luôn nha, đi qua vòng chủ tế là gương nó sẽ dơ luôn. Rồi. Ôi, tôi định tập vào bên kia. Tức ghê á, thiệt. Hiu nè, hiu, đè ra chị thương. Eo ơi, mình nói thật các bạn luôn, cái nhà này nó mất dạy lắm. Chơi survival trong cái map này á, cai cái nhà mất đúng mất dạy luôn. Tim nó cứ đập bịt, mình cuối cùng chả biết là sau đít mình kìa. Trời ơi, bà Trinh ơi, đứng im để tôi ra tôi hiu cho. Ôi, sợ quá đi. Ủa mới thấy bà đi đâu rồi? Không thấy luôn, vừa mới thấy ở đây xong. Đang tính bảo ra hiu. Tôi chết tôi rồi. Ui dồi ôi. May quá mình nửa máu. Không biết hai người này có coi clip của mình không chứ. Chắc là hai người này đang chơi với mình không biết là mình bị tẹt rô đâu. Cái gì vừa đập vào màn hình của mình ấy? To thế. Sao mà cứu đây? Cứu mấy chị ơi, nó xoay gương rồi. Cứu. Đạt ơi. Ok. Perfect. Má ơi, cái vòng nó dơ bà cố nội luôn. Hay quá, chém cái ghế. À, nhầm, chém cái vòng của mình rồi. Núp. Ăn cái ván đi bạn ơi. Trời, tôi chờ nãy giờ. Phải nói là cái máu mà canh đập ván nó giạt rào trong con tim rồi. Mặc dù là mình tự nhủ bản thân là không nên làm như thế, nhưng mà cứ làm thì khổ. Này, chỗ này đúng khốn nạn luôn. Ui dồi, bà rồi. Ngon rồi, nổ máy rồi. Thế mà cũng hành được bà nội này, tài. Vẫn đuổi các bạn ơi. Bạn nào cai thì cai ở khu cầu thang này này. Mất nét lắm luôn á. Thật sự luôn. Ôi, bà thím vẫn đang đứng. Này, cứ lên cầu thang xong nhảy xuống, lên cầu thang nhảy xuống. Đi cả ngày luôn á, thật sự luôn. Chơi cả ngày ở cái cầu thang này luôn. Rồi, gương ra cái cổng để cam cổng rồi. Cái vòng này của ai đấy? Chắc là của Đạt. Trinh thoát rồi. May nhá.
Rồi mình ra cổng là xong. Đi đi bà nội ơi. Thế mà thắng. Ê, các bạn, ô, quên, chưa thắng. Thế mà cũng nổ được cái máy trong khi còn 3 người. Ai bên đó vậy? Không biết ai luôn á, thiệt. Vô. Không biết Đạt đâu rồi trời. Ui dồi, vừa nó gọi tên xong. Đúng hiển linh luôn á. Nó xách qua đâu à? Ồ, cái chỗ này nó thông với nhau à? Trời ơi, giờ mới biết á. Mình cứ tưởng ở bên kia đang tính tạo vòng qua cứu rồi. Thôi để chờ hết mắt đỏ. Thanh niên này là vừa mới gọi là gì nhỉ? Lên cái lần đầu thôi. Mà các bạn thấy không? Chơi 4 chủ tế trong map này đúng mất dạy luôn. Thiệt. Các bạn có thể là tạo team với nhau hoặc là chat bạn bè alo ale với nhau. Vòng chỗ này là dơ nha. Các bạn đặt vòng ở chỗ đó là dơ. Cứu nè. Mấy đứa ơi. Yo. Ôi vô kịp không vậy? Ôi kịp. Ôi vô. Thôi xong còn mình. Nó biết rồi, nó biết á, nó biết á. Nó biết mình rồi. Nó biết rồi, thôi. Mình nên nghĩ là mình sẽ sang cổng bên kia chắc chưa mở đâu. Đi kiếm hầm. Ôi ôi, sợ vãi. Nè, cái cây này, giờ đi kiếm hầm. Thứ nhất là cái tượng con sư tử ở ngay đây. Ở khu vực hồi nãy là không có rồi, bên khu B. Vậy là nó sẽ ở bên khu A1. Ôi cái chỗ này mất dạy vậy, rớt xuống hầm luôn này. Trời đất ơi, bạn nào chơi thì đừng có đặt cái vòng ngu ngục như mình nha. Bị ngu đấy, thiệt sự luôn, giờ mới biết. Ok, ngon. Đấy các bạn thấy không, thuộc vị trí hầm nhờ cái cây luôn. Sướng liền. Ok, và có lẽ mình sẽ kết thúc video clip đây nha. Và nếu các bạn thích đừng quên hộ channel của mình. Và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau. Bye bye.